Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Việt Thương. Hôm nay Vũ xin nói về một cái chủ đề, đó là khi mà các anh em mua một bộ trống cơ bản như thế này về rồi á, thì các em sau một thời gian sử dụng thì các anh em cần phải nâng cấp một cái phụ kiện hay là cái thiết bị gì đó. Thì hôm nay Vũ sẽ nói về những cái phụ kiện hoặc là những cái hạt que hay cái gì đó mà các bạn cần phải nâng cấp nếu mà các bạn muốn nâng cấp từ từ, khỏi phải mua một lần. Ví dụ như các bạn đổi bộ trống này lấy bộ trống khác thì mình sẽ là nâng cấp những cái gì. Bắt đầu đi với mình ha. Sau khi các bạn sử dụng bộ Rosso thì ở trong bộ Rosso nó có tặng cho các bạn hai cặp dùi như thế này. Thì sau khi sử dụng xong các bạn có thể nâng cấp lên một cái bộ dùi khác. Ở đây mình có hai cái bộ dùi của hãng Pro Max. Đầu tiên là hai hãng này đều là của Mỹ hết nha các bạn. Thì cái bộ này là hãng Pro Max không in chữ, ở tầm khoảng 70.000. Còn đây là một cái cặp dùi Pro Max xịn của Mỹ, thì giá nó khoảng hơn 300.000 một cặp như thế này. Thì các bạn có thể nâng cấp dùi là thứ đầu tiên. Đến cái món phụ kiện thứ hai mà mình nghĩ các bạn cần phải nâng cấp, đó là cái mặt trống ha. Sau khi một thời gian dài sử dụng thì cái mặt trống zin của bạn, thứ nhất là nó sẽ bị nhão nè, nó bị chai mặt và đánh tiếng nó ra không có như ý nữa, hoặc là nó bị vỡ mặt. Thì các bạn có thể thay một cái bộ mặt mới như thế này. Trên tay mình đây thì nó sẽ bao gồm những cái size là size cho tâm 10 nè, 12 và 16 và snare 14. Đó, có một cái mặt kích như thế này luôn. Thì cái bộ này nó bán tiện, nó được cái tiện đó là một cái bộ như thế này nó bán nguyên một cái gói như thế này luôn các bạn ha. Giá nó khoảng dưới 1 triệu đồng cho nguyên một cái set mặt như thế này. Đây là hãng của hãng Remo, nhưng mà đây là Remo Encore của nhà máy ở Đài Loan. Có một dòng mặt trống xịn hơn nữa, đó là mặt Remo của Mỹ. Thì nguyên một bộ mặt như vậy thì giá nó tầm khoảng gần 4 triệu đó, cho một cái full set như như các bạn nhìn thấy đây, 10, 12, 14, 16 và kit 22. Đó là mặt xịn Mỹ. Và đây là cái món tiếp theo mà mình nghĩ các bạn cần phải nâng cấp, đó là những cái symbol, những cái lá như này các bạn ha. Thì những cái lá này là lá zin theo cái bộ trống, thì xài một thời gian, các bạn đánh thời gian thì các bạn, thứ nhất là các bạn nó sẽ dễ bị móp méo, thứ hai là cái âm thanh nó phát ra nó sẽ không có như ý các bạn mong muốn. Thì các bạn bắt buộc phải nâng cấp lên một cái bộ lá nó đúng chuẩn hơn. Thì đây là một bộ lá của hãng Zirin, hãng này là hãng của Mỹ. Thì đây là một cái hãng top đầu thế giới về sản xuất symbol cho trống, lá cho trống ha. Cái series này nó có mã là ZB4BK, nó tầm khoảng dưới 7 triệu một cái bộ như thế này. Thì nó sẽ bao gồm là một cặp 2 hết nè, một lá 16 và một miếng ray 20. Và nếu mà các bạn muốn để thêm nó đủ lá thì bắt buộc các bạn phải nâng cấp thêm một cái chân như thế này. Đó, các bạn phải có thêm một cái chân để các bạn để đủ là 2F 14, lá 16 đây và ray 20 ở bên đây. Đó là một cái bộ lá mà tiêu chuẩn nhất mà các bạn cần phải nâng cấp. Rồi, và để nâng cấp symbol thì lúc nãy mình vừa nói về cái bộ một cái bộ lá cơ bản của hãng Zirin, và cái bộ này là cái dòng cao cấp hơn của cái bộ vừa lúc nãy. Thì bộ này là có cái series là series ILH Pro Pack. Thì cái bộ này cái sau nó ra sẽ cho ra cái tiếng nó sáng hơn. Và nếu mà các bạn muốn nâng cấp cái bộ này á, thì các bạn phải mua thêm một cái chân như thế này nữa. Để tại vì cái bộ này nó sẽ bao gồm là hai miếng 2S nè, một miếng RAT 16, một miếng RAT 18 và một miếng RAT 20. Thì các bạn phải có thêm một cái chân nó mới đủ để gác đủ bộ lá này. Thì cái bộ lá này nó có tầm giá khoảng là 12 triệu nha các bạn ha. Khoảng 12 triệu cho cái bộ symbol Mỹ như thế này. Và nếu như các bạn không muốn cái hệ tiếng cái bộ vừa rồi á, cái hệ tiếng là hệ tiếng sáng, nếu các bạn không muốn hệ tiếng sáng thì ở đây có một bộ nó sẽ có hệ tiếng nó ấm hơn, nó phù hợp với những cái dòng nhạc mà nó nhạc rock hoặc là những cái dòng nhạc mà nó cần cái tiếng nó ấm hơn á. Thì ở đây mình có một cái series của hãng Zirin luôn, đó là series S390. Thì trong cái series này nó cũng sẽ bao gồm là 2S14 và Grad 16,
rack 18 và rack 20 thì các bạn không phải mua thêm cái chân như thế này để đỡ cái bộ lá này, nó đầy đủ ha. Giá của cái bộ này nó sẽ tầm khoảng 15 triệu cho một cái set như này ha. Nó là hệ tiếng ấm và nó rất là chắc. Thì cái bộ này ở ngoài thị trường mà những anh em đi làm show nhiều á thì anh em rất là ưng cái hệ tiếng của cái bộ này, S390 các bạn ha. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn một số những cái món phụ kiện hoặc là những cái món đồ mà cần thiết khi các bạn cần nâng cấp một bộ trống. Ví dụ như ngay từ đầu các bạn mua bộ Boroso, các bạn không cần phải bán bộ trống này đi, mua một bộ trống mới nó xịn hơn, mà các bạn có thể nâng cấp từ từ cho nó bằng những cái phụ kiện hoặc là những cái món đồ mình mới vừa giới thiệu. Thì các bạn có thể tham khảo những món phụ kiện hoặc là những món đồ đó tại các cái cửa hàng showroom của Việt Thương trên toàn quốc hoặc là những cái đại lý ủy quyền của Việt Thương trên toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã xem video, các bạn nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Việt Thương nha.